Wolverhampton đã thi đấu trên sân nhà tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ của họ phải tiếp đón là Gillingham. Đội bóng chỉ đang thi đấu tại League Two, do đó không có bất ngờ nào xảy ra nếu Wolverhampton giành chiến thắng trong trận đấu này. Chào mừng quý vị và các bạn với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Lần gặp Lillehammer gần nhất trên sân nhà vào năm 2013 chứng kiến Wolverhampton giành chiến thắng bằng tỷ số đậm với tỷ số 4-0. Tất nhiên, một chiến thắng trước Gillingham vào lúc này là điều nằm trong tầm tay của Wolverhampton. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ World Cup 2022, Wolverhampton đã có cho mình hai trận đấu giao hữu. Trong hai trận đấu vào ngày 9 tháng 12, Wolverhampton đụng độ với Empoli, chung cuộc hai đội hòa nhau tỷ số 1-1. Sau đó 5 ngày, Wolverhampton có màn chạm trán Cadiz, đối thủ đánh bại MU bằng tỷ số lên đến 4-2. Trong một trận đấu ra sân thi đấu rất hay, Wolverhampton đánh bại Cadiz với tỷ số 4-3. Tham khảo bảng kèo nhà cái đưa ra, họ đánh giá rất cao Wolverhampton trong trận đấu này. Theo đó, Wolverhampton chấp Gillingham 2,25 bàn cả trận. Với sự chênh lệch đẳng cấp là như thế này, Wolverhampton hoàn toàn đủ tự tin đánh bại Gillingham, đội bóng đang thi đấu ở League Two. Nhà cái nhận định Wolverhampton xếp ở cửa trên nên đưa ra tỷ lệ chấp 2/1/4. Wolverhampton đại diện ngoại hạng Anh, trong đó Gillingham chỉ là đội bóng đến từ League Two. Dựa vào những nhận định trên, Wolverhampton tỏ ra sức mạnh và họ sẽ có chiến thắng một cách biệt rất lớn đối với Gillingham. Vì tỷ lệ tài xỉu thì nhà cái đưa ra tỷ lệ 3. Thống kê cho thấy trận gần nhất của Wolverhampton đã khép lại với 7 bàn thắng được ghi. Gillingham cũng có rất nhiều duyên với kèo tài khi hai trận đấu gần nhất của họ nổ tài. Trong quá khứ, lần gần nhất hai đội gặp nhau trên sân của Wolverhampton, Bầy Sói đã có chiến thắng 4-0 trước Gillingham. Lợi thế sân nhà sẽ giúp Wolverhampton chơi tự tin trước Gillingham. Họ sẽ là những người có được lợi thế về kiểm soát trên thế trận trong 45 phút đầu tiên. Việc dẫn trước Gillingham trong 45 phút đầu tiên có lẽ là điều không quá khó dành cho Wolverhampton. Với đẳng cấp của mình, đội chủ nhà có thể dẫn bàn trước đội khách từ hai bàn cách biệt trở lên ở trong hiệp 1. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Cúp Liên đoàn Anh là giải đấu dành cho bất kỳ câu lạc bộ nào trong 4 cấp độ hàng đầu của hệ thống bóng đá Anh. Tổng cộng có 92 câu lạc bộ bao gồm Premier League, Championship, League One và League Two. Giải đấu này được tổ chức đầu tiên vào năm 1960-1961. Đây là một trong ba giải đấu cao nhất của bóng nước Anh cùng với Premier League và Cúp Liên đoàn Anh. Liverpool đang là đội giành nhiều chức vô địch nhất với 9 lần nâng cúp. Trận đấu giữa Wolverhampton và Gillingham diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 21 tháng 12. Theo bạn, giữa Wolverhampton và Gillingham, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.